khi trái tim vốn đã nhiều ngăn. Câu chuyện. Dạ, câu chuyện này của em. À, của Kim. Kể đi Kim. Em xin phép kể câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì trên mạng có một cái bạn á, bạn á chia sẻ là khi mà mình xinh đẹp và mình giỏi giang á thì mình có quyền tự cho mình cái quyền là giữ nhiều cái mối quan hệ. Đúng rồi. Thấy là yêu nhiều người á hả? Không phải yêu nhiều người mà tức là mình giữ phòng nhiều người. Nghĩa là trong mình cái ngăn sẽ để người vô đúng không? Đúng rồi, cứ ai tới thì mình cũng có quyền được giao lưu. Xong xong rồi bạn đó thì chia sẻ như vậy thì có rất là nhiều luôn ý kiến trái chiều. Mà đối với em thì em thấy là cái bạn này ủa sao kỳ vậy? Tức là không lẽ mình có cái mình đẹp rồi mình giỏi thì mình có cái quyền là mình giao lưu nhiều người một lúc như vậy. Xong mà cái em nghĩ là chắc chuyện này chỉ có trên mạng thôi. Nhưng mà không ngờ là nó vận vào cuộc đời của thằng bản thân em thì bắt hồn dữ dần người vậy. Em nói là chuyện này em không hớt rồi thì nó gặp một cái bạn này thì trong giống như chỗ làm, ở chỗ làm thì mình thường hay có những cái mối tình gọi là đồng nghiệp, mặc dù là người ta nói là không nên quen gái của cơ quan nhưng mà những người cơ quan á là những cái người mà tiếp tay cho cái mối quan hệ này luôn. Thì là thấy bạn này á nhìn cũng xinh, kiểu giống như là nhìn không có bạn trai nên mới giới thiệu cho bạn em. Anh ta đẩy thuyền đúng không em? Đúng rồi, đẩy thuyền. Nó lúc đầu thì bạn em không có thích nhưng mà lúc sau kiểu như bị ship đẩy thuyền nhiều quá nên cũng có ấn tượng và cũng thích thì mới thả thính qua lại và cũng muốn tìm hiểu bạn nữ này. Thì bạn nữ này bạn nói thẳng luôn là nếu mà muốn quen bạn á thì phải vượt qua rất là nhiều vệ tinh xung quanh bạn. Tại vì bạn đó là người có rất là nhiều mối quan hệ và có rất nhiều lựa chọn. Bạn này không phải là tốt nhất. Nếu mà bạn này muốn bước vô mối quan hệ với bạn thì bạn phải vượt qua hết những người kia và phải là tốt nhất. Thì anh thấy bạn nữ đó cũng thẳng thắn mà đâu có gì đâu. Ừ, mà, thấy tới khúc này là được mà. Đúng là được mà. Dạ tại không, vì bạn ấy tức là bạn cũng đang quen người khác rồi. Không chứ sao, bạn là có thể là bạn ấy đang quen người khác luôn nhưng mà có thể là bạn của bạn cái bạn người con trai bạn của em á mà có thể tốt hơn người kia, có thể bạn ấy chọn cái người con trai đó cũng được mà. Không, nhưng mà ý là một lúc mà anh quá nhiều người như vậy á, anh không biết là như thế nào mà bạn nữ đó cũng chấp nhận thằng bạn của em. Tại vì nó phải vượt qua cũng khá nhiều sóng gió thì cũng đến được với nhau. Nhưng mà cái bạn này lúc đầu thì bạn bình thường nhưng mà sau đó thì bạn lại ngựa quen đường cũ á, kiểu như là bạn này vẫn cứ tiếp tục dính dáng lại với những cái mối quan hệ cũ. Thì hai ngày này chia tay. Câu chuyện của em là như vậy thôi. Thì anh thấy là bạn đó cũng thẳng thắn mà, đâu có gì đâu. Cảm thấy ai mà tốt thì mình đến với người đó, phù hợp với mình thì mình đến với người đó. Nhưng mà em thấy là khi mà đã xác định là quen nhau rồi mà bạn còn có nhiều vệ tinh xung quanh thì cái tình cảm này đôi lúc sẽ làm mình lung lay trong những cuộc cãi vã. Thì em nghĩ nó không tốt. Đã quen một người rồi, xác định có một người thôi, mình sẽ không liên lạc, không tuyển thêm vệ tinh nữa. Em nghĩ như vậy thì cái mối tình cảm của mình nó sẽ đi lâu dài hơn. Cái suy nghĩ của em thì cũng giống như suy nghĩ của anh thôi. Ví dụ mà quen ai thì chỉ nên có một người thôi. Nhưng mà nhiều khi người ta, cái người đó người ta lại không nghĩ vậy. Người đó người ta lại muốn thoải mái hơn chút xíu, mối quan hệ mở hơn chút xíu cho cuộc sống nó thoải mái, nó vui vẻ hơn. Nó chỉ là mối quan hệ ở trong xã hội thôi chứ nó không phải là xác định yêu đương lâu dài hay đúng rồi, nghĩa là mình chưa chắc mình đã cưới họ mình, đâu nếu mà nào. mình là những người trẻ mình phải nghe những người mà người ta có gia đình rồi đúng em tin người nói ta đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ có người ta sẽ nghĩ như thế nào về những cái vấn đề này đúng không trai? Anh trai em hỏi anh trai cái là anh thấy là ví dụ như trong trường hợp này thì ai đúng ai sai, rồi ví dụ như đàn ông hay là phụ nữ thì ai sẽ là người tìm kiếm cái tình yêu giữa phòng nhiều thường hơn. Trong tất cả mọi chuyện là anh không bao giờ nghĩ là bằng ai đúng ai sai trước tiên hết trơn á. Tại vì là mỗi sự lựa chọn người ta phải có quá trình. Là câu chuyện của người ta em biết không? Của người ta đúng rồi. Giống như là lý do tại sao cái người bạn nữ đó lại chọn là giữ nhiều mối quan hệ đó mà không có quyết định là sẽ tin tưởng vào một cái mối quan hệ nào xác định, em biết không? Có một quá trình dài để nếu bạn nhưng mà ấy không phải biết làm thì như vậy. Không nói. Những người ở phía bên ngoài thì tạm thời thôi, cái đó là sự lựa chọn của bạn, kệ bạn đi. Tại vì là bài học bạn là sẽ do bạn quyết định. Nếu như mà là nói tình cảm giống như là cục pin đi ha. Cục pin thì lúc nào chúng ta cũng xài mỗi ngày luôn. Nhưng nếu như hết pin thì em làm gì? Sạc. Sạc pin là nếu cục pin nó bị hư em làm gì? Quăng đúng không? Nếu như bây giờ người yêu của em giống như cục pin thì bây giờ khi mà là tới một lúc nào đó cần sạc pin, em có quăng người ta không? Hoặc là lúc mà người ta hư là lúc mà người ta gặp chuyện á, em có quăng người ta không? Con người với lại cục pin nó khác nhau chỗ đó. Thì anh hiểu lý do của em. Đơn giản thôi là em muốn xài cục pin nó cả đời. Tại vì là em chỉ muốn xài tới khi nào mà là nó hư và nó tạo cho em cảm giác tiếc nuối. Là em muốn sống với nó luôn á, như là kệ nó. Tôi không cần biết là nó sẽ mang cho tôi một cái bài học gì, nhưng mà là ít nhất trong mỗi cái mối quan hệ tôi thật lòng với nó và tôi sẽ sống chết với nó. Kệ tóm nó. Lại á, nghĩa là trong cái tình huống này á, nghĩa là mình cứ hết lòng, hết sức với cái hiện tại mà mình đang theo đuổi đi. Đó là đúng cái không? Cách của anh đó.
sau khi mà nó lỡ mà đổ vỡ rồi thì mình cũng không có tiếc nuối, vì mình đã hết lòng hết sức rồi, đúng không? Thì cái chuyện mà yêu dự phòng không chỉ là do tư duy và suy nghĩ của mình thôi, có tin tưởng thì sẽ hết mình, còn nếu không tin tưởng thì sẽ dự thiệt luôn á, không tin tưởng rất là mệt luôn á, kiểu giống như là lúc nào cũng nghĩ là dự phòng rất là mệt mỏi luôn á. Qua một cái câu chuyện mới đi, sốc khi trở thành dự phòng của người khác. Ô sao nghiệp ngược lẹ dữ vậy? Đó, nghiệp ngược lẹ dữ nè, của Ngọc Trai nãy bắt qua. Của ai? Thế là nghiệp của thằng em mọi người, có người em à? À, của Việt Ngân. Rồi mời em chia sẻ. Tức là em là cái người dự phòng của người ta. Thế là hồi đó là em có quen một bạn, là hai bọn em kiểu nhưng mà không có xác định mối quan hệ gì hết á, chỉ là có tình cảm, cảm tình với nhau thì thích và nói chuyện với nhau thôi. Tại vì em thích bạn đấy rất nhiều nhưng mà em không nói, em vẫn im lặng với bạn đấy như vậy. Xong rồi mỗi lần mà có thời gian rảnh là em hay chủ động để rủ bạn ấy đi coi phim, rủ bạn ấy đi ăn, đi uống cà phê gì đó. Nói chung là cuộc sống của em xung quanh chỉ có bạn đó thôi. Mỗi ngày là bọn em nhắn tin với nhau rất nhiều, gọi nói chuyện với nhau cũng rất nhiều luôn. Nhưng mà đến lúc mà bạn đấy mà kiểu như rét tin nhắn chậm, hay là có một hai ngày gì đó mà không nhắn tin cho em, là em kiểu cảm thấy khó chịu. Buồn chồn luôn. Một hai ngày cũng dữ dội lắm chứ bộ. Dạ, chỉ cần một ngày thôi chị là em cũng thấy khó chịu rồi. Xong rồi thì có một lần đấy là em hỏi với bạn đó là bây giờ em muốn xác định mối quan hệ này, em không muốn mập mờ nữa. Thì bạn đấy không trả lời em, cứ vòng vo, không đi vào vấn đề chính. Các em bảo là bây giờ em cho anh hai sự lựa chọn. Một là anh tiếp tục với em nhưng mà là người yêu chính thức của nhau. Còn hai nữa thì anh dừng lại đi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng như này nữa. Thì anh chọn luôn là vậy thì theo ý em, mình dừng lại. Ok, em mới sốc thực sự luôn, không ngờ là tôi tức tôi chết nè. Tôi á là tôi xin nói về câu chuyện của Việt Ngân nha. Tôi là con người hiện tại là ở hai giai đoạn của Việt Ngân. Giai đoạn đầu á là tôi giống như là bạn cái gì đó, cảm giác mình nhắn tin mình yêu thương với người này đó, chung là như người yêu vậy, không khác gì người yêu hết. Mà chưa quen. Đúng rồi, không có nói là quen nhau gì hết. Nhưng nếu mình cảm thấy mình hạnh phúc mà mình vui vẻ, mình cứ nuôi cái tình cảm đó đi, nó sẽ lâu dài. Thì khi mà mỗi ngày qua ngày, mỗi ngày mình yêu thương một chút, tự nhiên nó sẽ thành mãi mãi thôi. Bây giờ suy nghĩ bây giờ, còn suy nghĩ ngày xưa là không có. Giống như suy nghĩ của Ngân luôn, là phải xác định là mình phải là người yêu của nhau, rồi mình phải là gì đó. Phải cái gì đầu đó sinh ra cái tâm ích kỷ, sinh ra cái tâm ích kỷ bắt buộc mình phải có một cái danh phận hay là cái gì với nhau đó. Xong rồi cuối cùng khi mà nói ra giống như Ngân vậy, khi mà nói ra cuối cùng hai người chia tay, hai người không có đến được với nhau. Bây giờ em cũng nghĩ giống anh, là bây giờ em hơi hối hận. À không, không phải bây giờ mà ngay lúc đấy luôn, là khi em đưa ra hai sự lựa chọn thì em bắt đầu thấy hối hận luôn. Mà Sau khi mà mình biết là bị người ta coi là dự phòng. Chưa, lúc đấy em chưa biết. À chưa biết luôn hả? Chưa, để em tiếp cho. Tức là em lúc đấy là em hối hận luôn, xong em trở mặt liền. Em bảo là thôi, nhưng mà bây giờ em không muốn kết thúc. Xong rồi anh lúc đấy mới bắt đầu rõ luôn, mới lộ đuôi cáo luôn. Bảo là nhưng mà bây giờ anh chỉ mới thích em thôi, chứ anh không có tình cảm gì yêu đương hết, nên là anh nghĩ mình nên dừng lại đây là tốt cho cả hai. Sau lúc đấy em khóc quá trời khóc luôn, em lụy, em gọi, em bảo là thôi em đừng, coi như anh bỏ qua cái chuyện đấy đi, coi như em chưa nói gì hết. Xong rồi lúc đấy yêu thì em có lụy thật, nhưng mà đến lúc chia tay, lúc hết rồi thì em sẽ quên được nhanh. Nên là cũng gần một tháng em cũng buông bạn đó, cũng theo dõi thông tin thì em biết là bạn đấy đăng hình với người yêu cũ lại, là yêu nhau lại, quay lại với người yêu cũ. Thì em mới biết là hóa ra cái lý do mà dừng lại là không phải là vì anh không yêu em, mà là chỉ là trong thời gian qua anh chưa bao giờ yêu thôi. Nhưng mà khóc trong bao lâu? Anh yêu người. Thấy chưa? Người ta có thương. Người ta đang ở trong cái quá trình tìm hiểu thôi. Người ta vẫn hằng ngày người ta vẫn dành thời gian để nhắn tin, vẫn trò chuyện với nhau này nọ, nhưng mà tự nhiên bạn này ép người ta quá, cho nên bắt người ta phải đưa ra cái sao quyết định. Sao nói vậy được? Không, khi mà quyết định cái ý của anh Huy cũng đúng. Tại vì bạn mới vừa chia tay, hai bên chỉ đang flush nhau tìm hiểu thôi. Rồi, phải chưa có chính thức là quen hay không, nhưng mà tại vì Ngân đang bị vội quá. Bị vội. Tôi thấy kết thúc sớm như vậy là đúng á, chứ nếu như mà người ta quan tâm tới mình nhiều là người ta đã tạo ra cho mình cái sự yên tâm hơn rồi. Còn cứ như Huy á, là cái con đường sai lầm để dẫn tới là dành quá nhiều thời gian, tình cảm vô cái mối quan hệ này, rồi cuối cùng cũng đi về không thôi. Không bạn ơi, bạn không chắc chắn được đi với ai lâu dài chứ á. Nhưng mà để bắt đầu một cái mối tình mới đi. Tự nhiên bạn đang hạnh phúc, đang vui vẻ nói chuyện với người này mỗi ngày. Bạn đang có cái niềm happy. Đó, thấy. Không, đây nè. Từ từ,
từ, lát nữa mình sẽ để cuối cùng để cho người đàn ông có gia đình, người ta phân tích cuối, đúng không? Trai có gì mình tự đi làm gì cắt lưỡi giữa giường con trai. Không phải, đang có cảm giác tôi đang giống như là ngồi họp ở tổ dân phố vậy đó. Dạng kiểu trai chú mà. Ủa chị Bảy, chị Bảy chú ba cãi nhau chuyện gì vậy? Thôi nè, để nghe người đàn ông có gia đình ta nói đi nè. Sao anh? Anh chỉ nói về cái trường hợp của em thôi nha. Tại vì anh không nói, anh sẽ không bàn cãi về cái sự lựa chọn của em, cũng như là cái anh kia là người như thế nào, tại sao anh nói như vậy. Nếu như mà là em chịu đủ sự thiệt thòi, em sẽ thấy là mình rất là đáng thương. Tại vì từ những cái đáng thương đó là em mới thấy là à, mình nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Đó là cái lúc mà là em sẽ không còn quỵ lụy ở bất cứ một cái mối tình nào đó nữa. Em sẽ có một cái điểm dừng, giống như là em có thể yêu người ta, yêu hết mình luôn, nhưng mà là ở đâu đó trong bản thân em, nhất là phụ nữ nha, thì nên để cho mình ít nhất là 3 phần trong 10 phần. Tại vậy vì là ngược lại với ông rồi đó Huy. Tại vì dù muốn dù không á, phải trải qua rất là nhiều chuyện rồi, em cũng bị mất niềm tin rất là nhiều rồi, thì em không thể nào mà ngu ngơ như vậy được. Chứ nếu mà em cứ tiếp tục là em tin hết lòng thì là em luôn luôn là chịu thiệt thôi. Lý do tại sao mà là em nên bớt tin đi là để cho bản thân em được quyền lựa chọn người này có phải là người sẽ đi với mình tới cuối cuộc đời không. Không có chắc được, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tại vì anh đã từng trải qua rồi. Nếu có yêu thì cứ yêu hết đi, yêu hết mình. Sau khi mà là trải qua đủ sự đổ vỡ rồi thì là tự nhiên tụi em sẽ biết được là à, trong tất cả mọi chuyện mình nên để cho bản thân mình an toàn trước nhất cái đã, rồi sau đó yêu hay không tính sau. Thấy không? Chưa. Thấy chưa? Khác hẳn rồi. Nè, khác hẳn rồi. Bây giờ nè, bạn nói cho theo cái ý của trai nè, đúng là già làng nói chuyện có khác. Còn yêu cho đã đi thì mình đang trong cái giai đoạn yêu cho đã đi, đúng mà đừng suy tính gì hết. Nhưng chớp trai nói chớp nghe nha, nãy giờ là Đinh đây đóng nó cũng hơi chặt rồi, đừng có nại lên nha Đinh. Không có nại gì hết. Cái vấn đề ở đây á là bây giờ trẻ giống như em hay là giống như anh đi cũng không có già gì mấy, cũng chưa có bằng tuổi anh trai. Dạ. Nhưng không có. Ông trời đất ơi, nói nãy giờ là tôi tưởng tôi có đâu không đó. Ông là trải qua bao nhiêu giai đoạn rồi? Không, tức là mình sẽ cảm thấy giống như đồng ý với ý của trai đó, là khi mà em cảm thấy em bảo vệ tự thương bản thân mình á, thì lúc đó tự nhiên em sẽ không có cần cái người đó nữa. Em cảm thấy em buông rất là dễ luôn, tại vì em đã dành hết tình thương cho cái người đó rồi. Nhưng mà khi mà em đã cảm thấy người ta không có tình cảm giống như là được những gì mình mong muốn á, em quay trở lại yêu bản thân mình hơn, em chăm chút cho bản thân mình hơn. Cái giống như anh nè, giờ người thì đó là tóm lại theo như đúng cái rồi, ý của lại già làng đó. Anh Huy và chị Miko nói thì á, nghĩa là mình cứ yêu, mình cho đi hết đi, nhưng mà bản thân mình cũng phải để cho bản thân mình, để không bị tổn thương nữa, vẫn phải thủ lại bản thân mình một phần nào đó để tránh cái trường hợp mà mình là sẽ là cái người dự phòng, đúng không? Tức là mọi người khuyên em là nên thủ, còn anh không, cứ yêu cắm đầu đi em. Không, yeah. Nãy em vẫn nói mà vẫn yêu nha. Hết mình đi, nhưng mà phải không thủ luôn, còn anh không thủ luôn, không thủ nha em. Đây là những đối tượng hay là dụ gái là thủ. Em ở đây là công. Công công đâu công. Rồi câu chuyện tiếp theo nè, không đủ sức để yêu dự phòng. Công chuyện gì nghe quen quá. À rồi, vậy là biết rồi, của ai đó. Anh chớp cái nghe cho mọi người biết nè, anh chớp lên cái nè. Gan lắm, anh gan lắm. Không đủ. Khoan đã, trước khi anh Huy chia sẻ thì Miko cũng nói sơ là Miko biết quá khứ của Huy. Nên á, Huy mà nói cái gì mà không thực tế trên đài truyền hình á, là Trinh sẽ bóc phốt liền nha. Chị Trinh, cái này mà mình muốn bóc phốt đó, tối chị về đăng bút đi. Nhiều người biết hơn, okay. Hiểu không? Chị bóc ở đây, xong rồi chị về chị đang bút nữa, chị làm hai cái rồi. Tự nhiên cái sợ không dám nói nữa. Anh kể đi, anh kể cho mọi người nghe đi. Bây giờ anh sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện của anh là... Có cần một nốt nhạc không ạ? Do nhạc buồn rãi. 2, 3, âm nhạc. Thật ra thì nói đó, tự nhiên Trinh nói là Trinh biết quá khứ của anh, cái xong anh bị quýu, anh bị run, thật sự bị quýu thiệt. Tại vì Trinh gặp anh trong một cái giai đoạn chưa có gì. Nếu mà anh chưa có gì thì anh sẽ rải rác khắp nơi, là rải thính khắp nơi, giống như là đang trên sóng truyền hình bây giờ đó, là rải thính khắp nơi, giống như là đang ế, đang độc thân thì anh sẽ rải thính khắp nơi. Anh sẽ cần nhiều vệ tinh đó, nhưng nhiều khi làm cho người khác hiểu lầm, giống như là Lan Trinh sẽ hiểu là anh là một cái người rất là ba hoa, rất là lăng nhăng, nên là khi mà nói về cái đào hoa chứ không phải ba hoa.
Đào hoa. Ba hoa là nói nhiều. Ờ, đào. Rất là đào hoa. Thì khi mà nói đến cái chủ đề tình yêu dự phòng này, cái Lan Chinh cười phá lên. Lan Chinh nói là giống như là à, tôi biết quá khứ của mấy người nha, mấy người như thế nào. Thực ra cái đó là cái trong giai đoạn là anh chưa có quen ai hết. Thì anh... châu phải không? Mình có quyền đúng không? Đúng rồi, mình chưa quen ai hết, mình sẽ có quyền quen, giống như là quan tâm và hỏi thăm và nhắn tin nói chuyện với nhiều, rất là nhiều người. Nhưng mà khi mà anh á là xác định quen ai rồi, thích ai thật lòng rồi mà cảm thấy người ta bật đèn xanh với mình á, thì anh chỉ có đúng một cái vệ tinh đó và anh nhắm thẳng vào cái vệ tinh đó, và anh chỉ suốt ngày chỉ ở bên cạnh người đó và dành thời gian cho người đó thôi. Thật sự người ta nói là nếu mà quen nhau mà ở bên nhau mỗi ngày hay là trò chuyện với nhau nhiều hay nói chuyện nhiều, người ta sẽ nhanh chán đúng không? Nhưng mà đối với anh thì khác. Đối với anh không phải biết phải do cái tính cách của mình không, nhưng mà anh rất là thích như vậy. Nhưng mà anh gặp được một cái người nào đó mà chịu dành thời gian cho mình và chịu giống như là thích cái kiểu cái cảm giác đó, thì hai người sẽ quen rất là lâu. Nhưng mà khi mà ở bên nhau lâu dài rồi á, thì tới một cái khoảng thời gian nào đó, cái người bạn đó không có còn muốn hướng vô cái kiểu giống vậy nữa, muốn đi xa hơn hay là muốn có một cái hướng khác á, thì sẽ không có còn cùng nhau đi được nữa. Thì nên là dẫn đến cái việc chia tay là thường nó là như vậy. Còn đối với anh á, tại sao mà không đủ sức để yêu dự phòng? Tại vì anh cảm giác á, một ngày có 24 tiếng đồng hồ thôi, mình gặp cái người đó, mình nói chuyện với người đó, mình nhắn tin trò chuyện người đó, còn thời gian còn lại mình đi làm nữa. Tại vì tình yêu và sự nghiệp thì hỏi anh sẽ chọn cái nào, thì anh sẽ chọn tình yêu. Trong tình yêu nó sẽ có cái sự nghiệp, thì mình phải lo cho sự nghiệp nữa. Đó, chứ không phải là chọn sự nghiệp không mà bỏ đi tình yêu, giống như những cái câu chuyện mà người ta chia sẻ trên mạng bây giờ, người ta hay chia sẻ đó. Cho nên là mình anh cứ yêu cứ đâm đầu đi, rồi bên cạnh đó thì mình cũng dành thời gian để mình làm việc nữa. Cho nên là tại sao mà không đủ sức để yêu dự phòng là vậy. Nên là khi mà yêu ai là chỉ có một người thôi. Còn cái mình đã nói luôn rồi, cái khoảng thời gian mà bạn gặp mình có thể là lúc đó mình không có quen ai. Ừ. Ra mà thì người kia cũng vậy luôn, người kia cũng chỉ có bạn thôi, hay là người kia có dự phòng? Không, bạn kia không có dự phòng luôn. Cho nên mình có cái lòng tin, mình có cái niềm tin là bạn ấy không có dự phòng, cho nên hai đứa mới có thể quen bền như vậy. Cũng ở bên nhau cũng mấy năm trời đó, cũng 3 năm kiểu vậy. Rồi em cũng có một phần đồng ý với cái quan điểm của anh là yêu là dành thời gian cho nhau này. Nhưng mà cái đó là lúc đó cũng lâu rồi, nhưng mà sau này em cũng suy nghĩ lại, nghĩa là mình phải cân bằng được. Vậy là ngược lại với Huy. Đúng rồi, em không em, tức là em lớn không. Kiệt đồng ý với Kiệt là bây giờ Kiệt có thể Kiệt lớn xong hơn Kiệt lớn hơn và có một cái suy nghĩ nó khác hơn. Thì cũng giống như anh đó, lúc đầu anh cũng có suy nghĩ giống như Ngân, nhưng mà sau đó anh lại suy nghĩ khác. Dạ, đúng mọi rồi. Thứ nó thoáng hơn. Thì quan trọng là mỗi cái thời giai đoạn ở trong cuộc đời của mình đó, mình suy nghĩ như thế nào thôi, mà cảm thấy ngày hôm nay tốt hơn hôm qua là được rồi, trưởng thành hơn. Ghét nhất là cái gọi là cái giai đoạn á, giai đoạn trong cuộc đời. Tại vì mình đã từng có một kinh nghiệm là mình quan sát cái người đó, thì mình thấy là cái người đó với người yêu cũ á rất là đàng hoàng, chỉ tập trung đúng vào người yêu cũ thôi. Nhưng mà hai người đó vì chuyện của người ta thì họ chia tay. Rồi sau đó thì mình đã xác định là người này là người đàng hoàng rồi, thì thấy người ta tới với mình thì người ta đàng hoàng với mình, nhưng mà người ta lại kêu giai đoạn này. Hiểu không? Hiểu không em? Giai đoạn này là giai đoạn không có tập trung vô một người. Cái là tự nhiên cái mình chỉ là một sự dự phòng mà rất là bẻ bàng nha, rồi sau đó lại thấy người ta đàng hoàng như người kế tiếp. Ê, Trinh nói gì đúng nha. Có người thấy anh như vậy nha, mọi người thấy anh giống như là quen cái cô này hay là ở bên cạnh cái cô này, hai người quen nhau rất là bền, rất là lâu dài, và cảm thấy giống như Trinh nghĩ vậy đó, là thằng này nó rất là chung thủy, hiểu không? Nhưng mà tại sao khi mà nên là người ta cũng mở lòng với anh khi mà biết anh không quen ai, nhưng mà trong cái khoảng thời gian thật ra là không có phải là có thể đối với anh á, là cái người này nó không có cùng dòng điện, không có cùng dành thời gian cho nhau nhiều ha. Không dạ phải kiếm quý bà tia chớp, nhưng mà cũng có tới với nhau đúng không? Thì không, tức là cũng có tìm hiểu với nhau, rồi là tìm hiểu chứ không có gọi là tới với nhau. Tại thực ra khi mà xác định quen nhau hay là khi mà xác định ở bên nhau, Huy cảm thấy hai cái người mà cái người đó là cái người mà làm bạn gái của mình á, thì Huy sẽ xác định ở bên cạnh người đó. Xác định bằng cái gì? Xác định là hai người ngồi lại và xác định là tôi là bạn trai bạn gái với nhau? Không, không có cần xác định vậy. Tại vì vậy làm sao tôi biết là bạn đang ở trong giai đoạn là chung thủy hoàn toàn hay là giai đoạn là open? Thì rất là dễ thôi, tại vì một ngày á, một ngày mà mình lúc nào mình cũng nhắn tin nói chuyện với bạn, gặp bạn, chỉ gặp duy nhất bạn thôi và dành thời gian cho bạn. Tôi biết bạn chỉ gặp duy nhất thôi. Không, cái đó, nhưng mà cái lúc đó là cái hồi xưa của anh hả hay là bây giờ? Hồi xưa thôi, bây giờ anh đang độc thân. Không biết nói là bây giờ anh đổi cái tư duy là anh có muốn có thêm nhiều dự phòng nhiều không?
Ông không, vì thật ra bây giờ anh đang độc thân cho nên anh dành nhiều thời gian cho công việc hơn. Đó, anh không có còn giống như là không có còn nhiều thời gian, thật ra gọi là không còn nhiều thời gian để giống như là bữa nay nhắn tin với bạn này để nói chuyện coi sao, bữa sau nhắn tin với bạn này nói chuyện coi sẽ coi mình còn có phù hợp không để mình quen nhau. Bây giờ không có còn cái thời gian đó nữa, chỉ có thời gian dành cho công việc thôi. Và có một vài người bạn. Nếu vậy thì anh có hối hận là tại sao lúc hồi chưa có vướng bận công việc nhiều, anh không có kiếm dự phòng nhiều không? Không, anh không có hối hận, tại vì những cái gì mà anh trải qua anh đều luôn cảm giác anh tận hưởng từng cái giây phút mà anh đã từng trải qua, cho nên anh không bao giờ hối hận những cái gì mà đã trải qua cho. Anh luôn tận hưởng hiện tại. Đó, đúng không bạn? Tận hưởng hiện tại. Dạ, là em đang muốn nói gì nè, anh trai. Ê, nó hay ghê ha, nó nhìn mình là mà nó biết là mình chuẩn bị nói luôn ha. Đúng rồi. Trong đầu mình không có chữ gì hết trơn. Vậy sao chuẩn bị nói? Nhìn bạn nuốt nước bọt mà. Không phải, thấy anh suy nghĩ nhiều quá. Nãy giờ mọi người nói anh chắc chắn là anh sẽ tại vì thật ra là trong mỗi câu chuyện là anh luôn luôn muốn tìm cái hướng giải quyết. Nhưng mà ở đây là tự Huy đã giải quyết câu chuyện của mình rồi. Là Huy đã nhìn thấy được là mình đã từng dại khờ ra sao, rồi bây giờ là mình nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn tí xíu. Đó là bây giờ là ngoài cho công việc thì là sẽ có một khoảng thời gian nào đó dành cho những cái mối quan hệ nào, thì bây giờ là cứ xác định đi, tìm hiểu. Đúng rồi, tìm hiểu thích tại tìm vì hiểu. Anh đã từng gặp rất là nhiều trường hợp rồi, yêu nhau 7-8 năm cưới cái đùng cái 2 tháng chia tay. Đúng, em cũng có biết những cái trường hợp như vậy rất là nhiều. Vừa đăng ký kết hôn luôn, vừa đăng ký kết hôn là đứt liền luôn. Chỉ đơn giản điều thôi là lúc mà chưa cưới thì là mình đâu có biết trách nhiệm là gì đâu. Bạn ngủ hay là bạn ăn, bạn uống gì, chúng ta chỉ có một cái cuộc sống vui vẻ là mình hưởng thụ tất cả mọi thứ, những cảm giác mà chúng ta mang đến với nhau. Khi mà nó về một nhà rồi là có cả triệu thứ, tự nhiên cái nó rớt thẳng về đầu bạn. Gì kỳ vậy trời? Cuộc sống hồi trước mình nghĩ nó đâu phải như vậy đâu. Bởi vậy á, về tình cảm là nó chỉ có hai hướng thôi. Thứ nhất là thực tế, còn cái thứ hai là xúc cảm. Anh thích nói về cái phần cảm xúc hơn, tại vì là cái phần cảm xúc nó cho mình hy vọng. Còn thực tế á, lâu lâu nó buồn buồn lại gõ cửa, ê khỏe không mày? Đó, thực tế nó mang cho chúng ta rất là nhiều bài học, đấm cho chúng ta tỉnh người ra. Bởi vì đôi lúc không phải là giận tím người đâu, mà là bị bầm mình bập mãi bởi vì những cái đó, thấy không? Rồi sau đó là chúng ta tự biết là mình nên phòng thủ trước những cái trường hợp nào. Tại vì tất cả mọi chuyện luôn nó không có một cái mẫu số chung, nó chỉ có một cái điều quan trọng nhất thôi là tụi em sẽ chọn kết quả như thế nào đó, chứ không phải là em xác định là em yêu người này rồi là người này phải có trách nhiệm yêu em. Đâu có. Đúng. Không được, mình không ích kỷ như vậy được. Nếu như mà là không có những cá nhân đó mang đến cho mình bài học, hoặc là mình để lại cho người ta một cái bài học gì, thì mình không bao giờ mình nên người được. Và chúng ta học từ những sai lầm, anh cũng học từ những sai lầm, và sau này tụi em sẽ gặp những sai lầm tụi em phải học, bắt buộc thôi em. Từ từ mình lớn lên, đúng không? Có con nó khác nữa. Còn khác nữa nha, dằn câu có con khác nữa. Chưa có con chưa biết. Bởi không hổ danh là già làng của chúng ta. Anh đã đưa ra những cái ý kiến và nói cho tất cả mọi người, em thấy là rất là đủ. Sợ nghe đó. Nghe sợ hôn nhân dễ sợ luôn. Đúng rồi, nghe xong sợ hôn nhân dễ sợ. Em rất là thích cái suy nghĩ của anh trai luôn, rất là hợp lý. Nghĩa là mình cứ vui được thì mình cứ vui đi, đúng không? Tại sao mình phải suy nghĩ để mà mình ràng buộc nhau rồi để mà có thể dẫn tới những cái chuyện không vui mà mình không thích, đúng không? Vì yêu cứ đâm đầu thấy u đầu đi rồi đó anh, mấy cái kiểu gì đó, vui được cứ vui đi rồi á. Em thấy là nãy giờ anh trai nói gần như là hết những cái nỗi niềm mà mọi người đang thắc mắc ở đây rồi, đúng không? Thì em nghĩ là tất cả mọi người cũng như là khán giả cũng đã hiểu được phần nào là có nên yêu dự phòng hay không, hay là làm thế nào để có thể mà giữ được cái mối quan hệ của mình để tránh là người bị dự phòng hay là dự phòng người khác, đúng không?